Hải đã nói về cái nguy cơ ở bài có dự Hải. Cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng điều trị thuốc chống huyết khối như là gồm có thuốc chống đông đường uống và thuốc kháng tiểu cầu. Thế thì chúng ta có các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, trong đó có những yếu tố nguy cơ mà có mối liên quan mật thiết, đấy là bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân có dối loạn mỡ máu, bệnh nhân có đái tháo đường hoặc có bệnh lý tim mạch kèm theo. Và ngoài ra còn các yếu tố nguy cơ, ví dụ như bệnh nhân ít vận động, ngừng tập khi ngủ, chúng ta sẽ nói ở phần sau. Các bằng chứng hiện tại tôi thấy rằng là chúng ta kiểm soát yếu tố nguy cơ tốt thì sẽ giảm cái tỷ lệ bệnh nhân bị tái phát đột quỵ. Ví dụ như chúng ta chỉ cần kiểm soát huyết áp xuống thấp dưới 5 mm thủy ngân, chúng ta đã giảm được 13% bệnh nhân bị tái phát đột quỵ. Hay là LDL cholesterol chúng ta mỗi giảm 1 mmol/L, chúng ta giảm được 12%. Đối với aspirin đấy là 19% để giảm đột quỵ tái phát. Về tăng huyết áp là như thế nào? Tăng huyết áp thì chúng ta biết là một yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ và chúng ta cần dự phòng. Các bằng chứng phân tích của chúng ta thấy rằng là mặc dù kiểm soát huyết áp không làm giảm tỷ lệ tử vong ở tất cả các nguyên nhân, tuy nhiên đối với đột quỵ máu não thì tăng huyết áp làm giảm tỷ lệ tái phát đột quỵ, và kết quả này là 1,9% giảm tỷ lệ đột quỵ nếu kiểm soát huyết áp tốt. Về kiểm soát huyết áp thì chúng ta thường hay nói nghiên cứu PROGRESS. Nghiên cứu PROGRESS đã chỉ ra rằng là kiểm soát huyết áp giảm 28% bệnh nhân tái phát đột quỵ. Và bằng chứng là đến năm 2014 thì chúng ta có cái mức kiểm soát huyết áp ở nhân dự phòng cấp 2 là như thế nào? Là chúng ta kiểm soát huyết áp trong đội cấp 2 chúng ta kiểm soát huyết áp xuống dưới 140 mmHg ở tâm thu và tâm trường dưới 9 mmHg ngân. Trong một số trường hợp yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như bệnh nhân có nhồi máu não ổ huyết, bệnh nhân có tổn thương cầu thận, bệnh nhân có đái tháo đường, thì cái mức huyết áp có thể xuống thấp hơn 130 mmHg ngân. Tuy nhiên, CAN 2021 đã có sự thay đổi về mức huyết áp và đã được khuyến cáo. Lý do và cái mức huyết áp hiện tại khuyến cáo dùng cấp 2 là tất cả xuống dưới 130 trên 80 mmHg ngân đối với những bệnh nhân mà đã có tiền sử tăng huyết áp. Còn nếu bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp thì chúng ta có thể bắt đầu điều trị bằng thuốc hạ huyết áp với những bệnh nhân có huyết áp từ trên 130 trên 80 mmHg ngân. Mối liên quan thứ hai là dối loạn lipid máu với đột quỵ. Thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ đột quỵ và tử vong trong vòng 30 ngày sau đột quỵ cao hơn, ý nghĩa ở nhóm mà bệnh nhân có tăng lipid máu. Thì nghiên cứu SPARK là nghiên cứu được coi là đầu tiên việc sử dụng mà high dose statin, cụ thể đây là atorvastatin, để điều trị đột quỵ và TIA dự phòng. Và chúng ta thấy rằng là trong nghiên cứu SPARK này thì chúng ta thấy rõ ràng so với nhóm mà so với nhóm chứng thì nhóm sử dụng statin đã có giảm tỷ lệ đột quỵ nói chung cũng như đột quỵ thiếu máu não. Và chính vì sau kết quả của nghiên cứu SPARK này thì viêm gan 2021 cũng đã khuyến cáo với những bệnh nhân mà có LDL trên 100 mg/dL hay là 2,6 mmol/L thì có thể sử dụng atorvastatin đến liều 80 mg một ngày, và cái mức mục tiêu LDL của chúng ta phải đạt được đấy là 70 mg/dL là được khuyến cáo. Với những bệnh nhân mà chúng ta đã sử dụng liều statin liều cao, ví dụ như atorvastatin khuyến cáo như 80, ví dụ rosuvastatin 20-40 mg một ngày, mà hoặc là thêm ezetimibe nữa mà chúng ta vẫn không kiểm soát được LDL xuống dưới 70 mg/dL, thì chúng ta có thể khuyến cáo sử dụng thêm là thuốc BCSK9. Em được biết là BCSK9 đã được công bố kết quả qua nghiên cứu Courier ở nước ngoài, tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam thì chưa có sản phẩm như này. Và khi mà chúng ta đã bắt đầu nói đến việc kiểm soát lipid máu sau đột quỵ FDA thì chúng ta hãy nhớ được đến là chúng ta phải đánh giá các nguy cơ sơ vữa ở những bệnh nhân bệnh nhân có bệnh lý tim mạch theo cái bảng trên như thế nào. Bệnh nhân sẽ thuộc vào nhóm high risk hay là chỉ là nhóm very high risk hay là nhóm high risk, để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo cái liều statin như thế nào. Thứ ba là đái tháo đường. Đái tháo đường thì được nói đến là ảnh hưởng đến outcome của đột quỵ cả giai đoạn cấp đến sau giai đoạn tái cấp, và khi mà chúng ta kiểm soát đái tháo đường tốt thì sẽ làm giảm cái tỷ lệ biến chứng tim mạch cũng như biến chứng mạch máu lớn. Và cái mục tiêu của đái tháo đường cũng là HbA1c kiểm soát xuống dưới 7%. Đây là em đang nói đến giai đoạn này là giai đoạn dự phòng cấp 2, bởi vì rất nhiều các bác sĩ đang nhầm lẫn giai đoạn cấp và giai đoạn dự phòng cấp 2 vì có những mức khác nhau. Khuyến cáo 2021 người ta cũng chỉ ra rằng là với những bệnh nhân có đột quỵ thiếu máu não và TIA thì chúng ta hãy nhớ đến cái mức target của HbA1c là dưới 7%, và chúng ta có thể sử dụng bằng
để kiểm soát HbA1c dưới 7% thì chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp, có thể kết hợp giữa chế độ ăn, chế độ tập luyện và thuốc hạ đường máu. Một điểm quan trọng nữa mà chúng ta trong thời lâm sàng chúng ta hay bị mắc đấy là với việc mà bệnh nhân mà đã có đột quỵ thoái hóa não hoặc TIA thì người ta có thể khuyến cáo nên sàng lọc những bệnh nhân đấy có đái tháo đường hay không, và cái giá trị HbA1c là một giá trị rất là tốt để sàng lọc. Tuy nhiên chúng ta đã bị mắc đấy là bảo hiểm của chúng ta đang chưa cho phép làm HbA1c để sàng lọc những bệnh nhân đái tháo đường. Và cái bảng này sẽ nói đến cái chuyện mà ngoài cái việc mà chúng ta kiểm soát huyết áp xuống dưới 130/80 mét thủy ngân theo khuyến cáo 2021, lipid dưới 70 mg cho decilit, đái tháo đường làm sao dùng dưới HbA1c dưới 7%, thì chúng ta phải kết hợp giữa thay đổi lối sống. Ví dụ như chúng ta phải giảm cân, chúng ta phải tăng cường vận động, chúng ta phải giảm thuốc lá, chúng ta phải giảm uống rượu bia, hoặc là chúng ta phải có những cái chương trình giáo dục cộng đồng làm sao để cho giảm cái nguy cơ đi. Em xin phép kết thúc ngắn gọn cái phần mà điều trị yếu tố nguy cơ. Cái phần thứ hai mà em muốn được nói đến nhiều nhất đấy là điều trị chống huyết khối. Thì chúng ta thấy rằng chống huyết khối chúng ta chia ra làm hai nhóm, là thuốc chống ngưng tập tiểu cầu và thuốc kháng đường uống. Tại sao phải nói đến chuyện này? Bởi vì bản thân em đã gặp rất nhiều các anh chị bác sĩ đôi khi cũng phân vân là trường hợp này dùng kháng đường tiểu cầu, trường kia dùng đường uống, tại sao trường hợp này dùng kháng tiểu cầu, tại sao trường hợp kháng đường uống? Thì chúng ta hãy nhìn thấy chúng ta hãy đơn giản vấn đề đi. Theo cái lại tốt thì chúng ta có 5 nhóm nguyên nhân. Chúng ta có nhóm huyết khối tự tin thì autolytic được khuyến cáo được dùng kháng đường uống. Chúng ta có bệnh lý mạch máu nhỏ và bệnh máu lớn, chúng ta có khuyến cáo sử dụng kháng tiểu cầu. Mặc dù có sự khác nhau một chút về sự kháng tiểu cầu hai nhóm này như nào. Cái đột quỵ không rõ nguyên nhân thì chiếm khoảng 25%, thì cái mảng này là mảng mà vẫn phải tranh cãi là nên dùng tiểu cầu hay nên đường uống. Mặc dù guideline hiện tại thì người ta đang ưu thế cho kháng tiểu cầu, tuy nhiên đã có một số các bằng chứng nói đến một số ưu thế của chống đông trong một số trường hợp đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy nhớ rất là đơn giản, với những huyết khối với thuốc chống đông đường uống thì ưu thế sử dụng cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não có nguồn gốc huyết khối tim mạch, mà trong nguồn gốc huyết khối tim mạch đấy thì 50% bệnh nhân có dung nhĩ không có bệnh van tim. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà dung nhĩ không có bệnh van tim ấy thì gây ra đột quỵ thì làm đều tăng tàn phế cũng như tử vong ở ngày thứ 30 so với đột quỵ không do dung nhĩ. Vì vậy mà chúng ta khuyến cáo mức 1A luôn, những bệnh nhân ấy được dự phòng bằng kháng đông đường uống với warfarin, với thuốc chống đông hệ mới như là dabigatran, như là pioglitazone hay là apixaban là mới về Việt Nam. Thì ta thấy rằng là hiện tại thì với thuốc chống đông hệ mới thì đã có 3 thuốc ở về Việt Nam, đấy là apixaban, dabigatran và pioglitazone. Chúng ta thấy rằng là trước khi chúng ta đặt và bút kê một cái thuốc kháng đông đường uống cho bệnh nhân dự phòng cấp 2 thì chúng ta phải chú ý đến mức độ của thận cũng như giảm cũng như là chỉnh điều cái mức độ của thận theo bảng trên. Cái việc mà khi nào chúng ta bắt đầu dự kháng đông đường uống với bệnh nhân mà đột quỵ não có dung nhĩ thì về trong thời lâm sàng chúng ta hay sử dụng cái quy luật 1362 để việc DNS-NOR. Bởi vì trong khuôn khổ bài báo cáo này em sẽ xin phép sẽ nói qua cái phần mà kháng đông đường uống và sẽ hy vọng là sẽ có một bài khác nói sâu hơn. Chúng ta hôm nay tập trung vào thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu. Các anh chị thấy trên bảng trên, thuốc kháng ngưng tiểu cầu có rất nhiều nhóm khác nhau và cơ chế tác dụng vào các vị trí khác nhau của tiểu cầu. Nhưng thuốc kháng ngưng tiểu cầu là một cái nền tảng được khuyến cáo là mức 1A là những bệnh nhân mà đột quỵ thiếu máu não hoặc TIA mà không do huyết khối tự tin. Và liều của thuốc kháng ngưng tiểu cầu cũng đa dạng. Ví dụ như aspirin khuyến cáo từ 50-325 mg một ngày, Paracetamol khuyến cáo 75 mg một ngày. Chúng ta có thể kết hợp aspirin 200 mg với Tylenol 200 mg chia hai ngày, chia hai lần trên ngày. Đấy là thuốc kháng ngưng tiểu cầu được khuyến cáo. Vậy bài hôm nay với cái chuyện mà mạch máu lớn, mạch máu nhỏ và các nguyên nhân cụ thể khác nhau sử dụng kháng tiểu cầu cũng có một số khác nhau nhất định, thì em xin tập trung vào hai vấn đề. Đấy là bệnh lý mạch máu lớn do xơ vữa và bệnh nhân đột quỵ nhẹ với TIA thì dùng kháng tiểu cầu như thế nào. Cái bảng trên cho thấy nhìn thấy rằng là cái lịch sử mà nghiên cứu về các xơ vữa mạch máu lớn trong sọ đã có vài trăm năm rồi. Tuy nhiên chúng ta chỉ dừng lại ở rất ít các nghiên cứu, như đặc biệt là nghiên cứu Wallis và nghiên cứu Sampit là hai nghiên cứu mà hay được nói đến. Vì vậy mà khi mà chúng ta nói đến bệnh lý mạch máu lớn xơ vữa thì chúng ta cũng phải quan tâm đấy là cái mạch máu lớn đấy ở trong sọ hay gọi là ICAS,
hay là ngoại sọ hay là ECAS giống như giáo sư Hải đã trình bày phía trên. Trên đây là các nghiên cứu về dự phòng sử dụng các thuốc chống huyết khối trong bệnh lý động mạch lớn do xơ vữa, thì gồm có trong ECAS thì thường hay nói đến nghiên cứu Guazis, nghiên cứu Sampris. Trong ECAS thì chúng ta có nghiên cứu AC hay là hay cái nghiên cứu kèm theo. Vậy hôm nay sẽ xin tập trung vào ECAS. ECAS nghiên cứu đầu tiên mà chúng ta được nói đến đấy là nghiên cứu Guazis. Nghiên cứu Guazis được thiết kế để so sánh cái hiệu quả của warfarin hay aspirin trong bệnh lý mạch nội sọ có triệu chứng. Và chúng ta hãy để ý cái thiết kế nghiên cứu ECAS Guazis này cũng rất là đặc biệt. Đấy là chúng ta dùng warfarin với target là IR23, nhưng chúng ta hãy để ý cái liều aspirin của bệnh nhân trong sự nghiên cứu này dùng đến 1.300 mg, nghĩa là dùng 650 mg aspirin chia 2 lần một ngày. Và chúng ta thấy rằng là nghiên cứu đã bị dùng sớm hơn so dự kiến bởi vì cái tỷ lệ biến chứng xuất huyết của bệnh nhân tăng cao. Tuy nhiên khi mà phân tích hơn 500 bệnh nhân trong nghiên cứu, ta thấy rằng là rõ ràng so với warfarin thì aspirin giảm tỷ lệ tử vong cũng như là giảm tỷ lệ xuất huyết so với warfarin. Vì vậy kết luận của nghiên cứu rằng là aspirin có ưu thế hơn so với warfarin trong dự phòng cấp 2 ở bệnh nhân mà hẹp có bệnh lý độc hay là bệnh nội sọ. Nhưng nếu mà chúng ta để ý thấy rằng là cái tỷ lệ mà đột quỵ, tỷ lệ gồm cái tỷ lệ đột quỵ suy huyết cũng như bệnh chết vì bệnh lý mạch máu của cả hai nhóm đều rất cao, 22%. Và một câu hỏi đặt ra ở đây là vậy cái điều mà aspirin 1.300 đấy đã hợp lý chưa đối với bệnh nhân dự phòng cấp 2 ở bệnh nhân hẹp bệnh nội sọ? Và khi mà phân tích các người nhóm này thì một số tác giả cho rằng là có thể điều dưới 1.300 sẽ hợp lý hơn so với bệnh nhân để dự phòng cấp 2 ở những bệnh nhân hẹp nội sọ như thế này. Nghiên cứu thứ hai được trình bày đấy là nghiên cứu Sampris. Nghiên cứu Sampris thì mục tiêu là nghiên cứu Sampris là thiết kế để so sánh liệu giữa điều trị nội khoa tối ưu và một nhánh điều trị nội khoa tối ưu cộng với stent nội sọ có lợi thế hơn không trong bệnh nhân hẹp nội sọ hay không. Cái việc mà kết quả nghiên cứu Sampris này tính là chúng ta được nghe, nhưng nếu mà chúng ta để ý cái thiết kế nghiên cứu của Sampris này thì chúng ta sẽ thấy là khá là hay, bởi vì là thứ nhất là cái liều aspirin trong nghiên cứu Sampris người ta chỉ dùng liều 325 mg một ngày. Thứ hai nữa là người ta bắt đầu sử dụng kháng thuốc của PEP trong vòng 90 ngày giữa kết hợp clopidogrel 700 mg. Và cái quan trọng hơn là rút kinh nghiệm của nghiên cứu Guazis thì nghiên cứu Sampris đã đưa một số các yếu tố aggressive vào, như là chúng ta kiểm soát gap từ dưới 140, chúng ta kiểm soát LDL từ dưới 70. Thì trong nghiên cứu kết quả nghiên cứu Sampris không có gì lạ, là nhóm mà can thiệp đặt stent thì có tỷ lệ cao hơn về đột quỵ cũng như biến chứng so với điều trị nội khoa. Vì vậy sau nghiên cứu kết quả của nghiên cứu Sampris và nghiên cứu Guazis thì người ta khuyến cáo rằng là với những bệnh nhân là hẹp nội sọ từ 50-99%, chúng ta có thể sử dụng liều aspirin 325 mg trên ngày. Và từ đấy cũng người ta cũng khuyên luôn rằng là với những bệnh nhân là hẹp 79% thì hiện tại bằng chứng là không nên đặt stent hoặc là can thiệp với khuyến cáo ở mức 3A. Tuy nhiên lại nói lại đến cái chuyện mà thiết kế nghiên cứu ở nhóm Sampris, ở nhóm điều trị nội khoa thì chúng ta đã áp dụng 325 mg aspirin cộng với clopidogrel 700 mg. Đấy là cái mầm mống để chúng ta hiểu rằng là hiệu quả của kháng thể kép trong những bệnh nhân mà điều trị hẹp động mạch nội sọ. Và khi mà so sánh với cái nghiên cứu Guazis thì ta thấy rằng là tỷ lệ tái phát đột quỵ 30 ngày ở trong nhóm Sampris điều trị nội khoa, nhóm Sampris là 54%, thấp hơn rất nhiều so với nhóm điều trị nội khoa ở dùng aspirin ở trong nhóm Guazis là 10,7%. Và để chứng minh cho cái việc mà hiệu quả của điều trị kháng thể kép ở trong bệnh nhân mà có hẹp nội sọ thì chúng ta hãy lại quay lại năm 2010, nghiên cứu CRE là nghiên cứu mà được thiết kế sử dụng kháng thể kép rất ngắn trong vòng 7 ngày. Và cái outcome của nghiên cứu CRE này cũng đánh giá cái microembolis trên sử dụng TCD, và thấy rằng là rõ ràng khi chúng ta sử dụng kháng thể kép trong vòng 7 ngày thì có cái giảm microembolis đi rất nhiều so với việc sử dụng kháng kiểu cầu đơn. Và chúng ta thấy rằng là một cái đặc biệt thú vị nữa đấy là nghiên cứu Charles công bố năm 2015, thì sau đấy có một subgroup của nghiên cứu Charles đã được công bố rằng là so với những bệnh nhân mà đột quỵ tiểu cầu não nhẹ hoặc là TA mà có ECAS
mà có hẹp nội sọ thì tỷ lệ tái phát cao hơn so với nhóm không ECAT rất là nhiều, đang 12,5% so với 5,4%, với P nhỏ hơn 0,01. Tuy nhiên, ông Sokhoff này cũng thất bại trong việc chỉ ra được hiệu quả của điều trị kháng thể kép so với kháng thể đơn. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy sơ đồ này, chúng ta thấy rằng là nếu mà so với nhóm không có ECAT thì gần như hai kháng thể kép và kháng thể của đơn không sự khác biệt ở hai nhóm. Nhưng tuy nhiên, đối với nhóm có ECAT thì có vẻ như xu hướng kháng thể kép có lợi thế hơn so với nhóm người điều trị kháng thể của đơn rất là nhiều, và hai đường trong nó bắt đầu nó tách nhau ra mặc dù chúng ta chưa có đủ bằng chứng. Vì vậy mà sau các bằng chứng này thì chúng ta thấy hiện tại khuyến cáo của ADA 2021, chúng ta thấy rằng là khuyến cáo với những bệnh nhân mà có TAA hoặc với hẹp hoặc đột quỵ với hẹp 70-99% thì có phối hợp giữa aspirin và clopidogrel 700mg trên ngày cho có thể kéo dài đến 90 ngày, được khuyến cáo mức 2A. Vấn đề thứ hai chúng ta nói chuyện ở đây đấy là bệnh nhân mild stroke và TAA. Nếu tại sao hiện tại chúng ta lại quan tâm đến vấn đề này như thế? Bởi vì chúng ta hình dung ra cả miền Bắc đang qua một cái mùa rất là nắng nóng. Nếu mà mild stroke TAA được coi như là một ngọn lửa của một que diêm rất là bé, thì nếu chúng ta không có cách mà dừng lại, không có cách dự phòng, không cách đề phòng thì cái ngọn lửa này có thể làm cháy cả một cái tòa nhà. Vì vậy đây là vai trò của kháng thể kép, okay. Và hôm nay sẽ chỉ tập trung vào kháng thể kép trong nhóm bệnh nhân mild stroke và TAA. Thì các nghiên cứu về mild stroke TAA và kháng thể kép thì cũng có khá nhiều trong đấy nổi trội, đây là nghiên cứu Trans và nghiên cứu Poise. Nghiên cứu Trans được công bố 2013 được thực hiện hoàn toàn ở Trung Quốc, và tiếp theo nghiên cứu thường cùng kháng thể kép Strobilurin 300mg kết hợp với aspirin và duy trì kháng thể kép trong vòng 21 ngày. So sánh với nhóm giả dự với nhóm sử dụng kháng thể đơn, thì rõ ràng kết quả của nghiên cứu Trang đã chỉ ra rằng là việc sử dụng kháng thể kép giảm 32% biến cố đột quỵ tái phát so với sử dụng kháng thể đơn, và NNT trong nghiên cứu này chỉ ra là 29. Cái biến cố xuất huyết trong nghiên cứu Trang chỉ ra rằng là việc kháng thể kép không làm tăng nguy cơ xuất huyết so với sử dụng kháng thể đơn. Nghiên cứu thứ hai 2018 được công bố 2018 là nghiên cứu POI. Nghiên cứu POI nó sự khác biệt một chút, đấy là nothing thì liều clopidogrel là 600mg, và cái thời gian nothing mặc dù nghiên cứu Trang sử dụng là 24 tiếng, lựa chọn bệnh nhân là đột quỵ nhẹ TAA trong 24 tiếng, thì nghiên cứu POI chỉ sử dụng để lựa chọn trong vòng 12 tiếng thôi, và cái sử dụng kháng thể kép trong nghiên cứu POI lại kéo dài 90 ngày thay vì 21 ngày so với nghiên cứu Trang. Và khi mà kết quả nghiên cứu POI được công bố thì rõ ràng về hiệu quả dự phòng các biến cố huyết khối thì sử dụng kháng thể kép của clopidogrel và aspirin trong 90 ngày làm giảm tỷ lệ biến cố về thừa máu, biến cố huyết khối so với nhóm aspirin đơn thuần. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà chảy máu não, tỷ lệ biến cố chảy máu lớn thì lại cao ở nhóm clopidogrel cộng với aspirin so với nhóm aspirin đơn thuần. Vì vậy mà kết luận của nghiên cứu COI này là liệu pháp clopidogrel và aspirin cho hiệu quả vượt trội so với aspirin đơn trị liệu trong giảm biến cố gộp của đột quỵ máu não, nhiều cơ tim tử vong trong 9 ngày đầu tiên, tuy nhiên làm gia tăng nguy cơ xuất huyết nặng. Và khi mà chúng ta có một cái phân tích gộp nghiên cứu của nghiên cứu POI và nghiên cứu Trang, thì chúng ta thấy rằng là sử dụng kháng thể kép làm giảm nguy cơ biến cố đột quỵ thiếu máu, tuy nhiên nếu dự trong 20 ngày hoặc 90 ngày thì mặc dù cái xu hướng biến chứng xuất huyết có cao hơn, nhưng mà cái sự khác biệt này không có nghĩa thống kê. Vì vậy mà sau khi nghiên cứu công bố thì kết luận của nghiên cứu gộp này gồm như này: thứ nhất là clopidogrel và aspirin làm giảm biến cố đột quỵ thiếu máu não cho đến 90 ngày. Thứ hai là lợi ích tối đa sử dụng kháng thể kép trong vòng 3 tuần đầu tiên. Và khi mà chúng ta có chú ý khi chọn bệnh nhân, gồm có chọn bệnh nhân đột quỵ nhẹ, TAA nguy cơ cao, bệnh nhân khởi phát trong vòng 24 giờ và thời gian dùng là 21 ngày đến 90 ngày. Và 21 ngày vẫn là một thời điểm mà có hiệu quả tối đa nhất. Vì vậy, chúng ta nhìn lại khuyến cáo 2019 với khuyến cáo sử dụng kháng thể kép trong vòng 21 ngày với khuyến cáo 1A. Tuy nhiên, khi mà đến năm 2021, một bài báo vừa đăng trên ADA tháng 5 2021, chúng ta thấy rằng là sử dụng kháng thể kép gồm có cả aspirin cộng với clopidogrel và aspirin cộng với ticagrelor với dữ liệu của nghiên cứu Canet, thấy rằng là nó làm giảm được nguy cơ
tái phát đột quỵ vào tái phát đột quỵ, và tuy nhiên nó cũng có xu hướng tăng nhẹ cái nguy cơ của chảy máu, với RR về giảm tỷ lệ biến chứng tái phát đột quỵ RR 0,76 và làm tăng tăng nguy cơ xuất chảy máu với R bằng 2,2. Và rõ ràng sau sau kết quả có nghiên cứu này thì ta thấy rằng là nghiên cứu khuyến cáo ADA năm 2021 đã có sự thay đổi rằng là với những bệnh nhân có mild stroke thì điểm nhít nhỏ bằng 3, TIA ABC để 2 đến bằng 4 thì chúng ta có thể dùng task aspirin cộng Coria từ 21 đến 90 ngày thay vì khuyến cáo chỉ 21 ngày trong ADA 2019. Cái thứ hai nữa là có thêm việc là khuyến cáo với những bệnh nhân nào thì sử dụng thêm ticagrelor lượng kháng cự kháng cự kép aspirin so với ticagrelor cùng với những bệnh nhân mà mild stroke với điểm nhít nhỏ bằng 5, với bệnh nhân TIA nguy cơ cao với điểm ABC đã 2 nếu bằng 6, và đặc biệt là họ đã cho vào một số các tiêu chuẩn về hệ học vào như hẹp hạch nội soi trên 30% hoặc là trên 50%. Và thiết kế test cũng đã được công bố, và cho thấy rằng là do so với nhóm aspirin đơn thuần thì dùng kháng thể kép trong trường hợp này làm giảm tỷ lệ biến cố đột quỵ nhưng mà cũng làm tăng nguy cơ suy chuyển tạng. Và chúng ta nhìn lại năm 2021 là năm chúng ta trải qua thời kỳ Covid nhưng mà cũng trải qua rất nhiều các guideline được công bố. Ngoài ADA 2021 ra thì ASHOC 2021 có nguyên một cái guideline khuyến cáo về sử dụng kháng thể kép ở những bệnh nhân mild stroke và TIA thì cũng không có sự khác biệt nhiều so với ADA 2021. Thì ASHOC 2021 người ta cũng khuyến cáo rằng là với những bệnh nhân đột quỵ nhẹ điểm nhít nhỏ bằng 3 hoặc là TIA với ABC 2 lớn bằng 4 trong 24 giờ đầu khuyến cáo sử dụng kháng thể kép aspirin cộng clomiphene trong 21 ngày với bằng chứng là mức độ cao và khuyến cáo mức độ mạnh. Tuy nhiên cũng có một cái khuyến cáo rằng là với những bệnh nhân mà điểm NIS nhỏ bằng 5 ABCD2 lớn bằng 6 thì chúng ta có thể phối hợp giữa aspirin cộng với clomiphene cộng xin lỗi ticagrelor theo kết quả của nghiên cứu Thanet. Tuy nhiên mức độ bằng chứng chỉ là trung bình và mức độ khuyến cáo cũng chỉ là yếu theo theo các tác giả là thôi. Và cái bảng trên thì chúng ta nhìn thấy sơ bộ chúng ta có thể sử dụng kháng tiêu tiểu cầu như thế nào. Chúng ta chia ra nếu bệnh nhân có TIA thì chúng ta xem nguy cơ có cao hay không, nếu cao chúng ta thử kháng thử kép, nếu nguy cơ không cao chúng ta có thể sử kháng thử đơn. Với điểm với đột quỵ thường hóa não chúng ta xem có phải đột quỵ trong vòng 24 giờ 12 đến 24 giờ hay không, sau đó chúng ta xem là bệnh nhân có phải đột quỵ nhẹ hay không, điểm nhít nhỏ bằng 3 hoặc phải điểm nhít nhỏ bằng 5 thì chúng ta sẽ khuyến cáo là chúng ta sẽ sử kháng thử kép giai đoạn đầu tiên hay chúng ta chỉ sử kháng thử đơn ngay lập tức. Và cái bảng này thì cũng làm chúng ta rõ hơn là ví dụ như là bệnh nhân INCAT chúng ta có thể khuyến cáo sử dụng kháng thể kép lên tới 90 ngày. Với những bệnh nhân mà có kiểm đã có dung nhĩ thì chúng ta có thể sử dụng thuốc kháng đông hoặc là ví dụ có những cái mà chúng ta chắc có thể có nhiều thời gian hơn để chúng ta nói chuyện với nhau. Ví dụ như ESUS thì khi nào có dùng kháng đông hoặc kháng tiểu cầu không, hay là ESUS là trường hợp nào chúng ta có thể sử dụng kháng đông thì chắc là một cái chủ đề khác chúng em sẽ xin trình bày tiếp theo. Để tóm tắt bài này thì em có thấy nội dung sau. Thứ nhất là tập trung vào kiểm để điều trị từ vòng cấp 2 thì chúng ta tập trung vào kiểm soát tốt yếu tố nguy cơ, ví dụ chúng ta kiểm soát huyết áp xuống dưới 130 đến 80, chúng ta kiểm soát đường máu với HbA1c dưới 7 và chúng ta kiểm soát statin với kiểm soát lipid máu với LDL cholesterol dưới 7 dưới 70 mg trên dL. Với điều trị kháng huyết khối thì chúng ta nhớ rằng là kháng lợn tiểu cầu sử dụng trong nhiều não không có yếu tố từ tim, và với những bệnh nhân TIA nguy cơ cao hoặc là đột quỵ nhẹ điểm nhít nhỏ vùng 3 hoặc nhỏ 5 chúng ta có thể khuyến cáo sử kháng thể kép kháng đông trong dung nhĩ và những bệnh nhân ung thư gốc tim mạch. Và cũng giống như một cái cuộc chạy đua thì với một cái giai đoạn mà hyperacute thì giống như một cuộc chạy 100 m chúng ta phải tập trung một và chỉ có một người chiến thắng thôi, nhưng một cuộc chiến cuộc cuộc đấu đấy sẽ rất hấp dẫn, rất nhiều người sẽ tham gia một cuộc chạy đua 100 m. Tuy nhiên với dự phòng chúng ta giống như một cuộc marathon, chúng ta làm sao chiến thắng chính mình, nghĩa là đã đạt chiến thắng tất cả rồi. Vì vậy mà hy vọng rằng là đối với bệnh nhân đối với trong cuộc chiến dự phòng cấp 2 thì càng nhiều người về đích chúng ta càng an toàn cho bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và các bạn ạ. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Lao Việt Phương. Như vậy chúng ta vừa nghe xong 4 cái bài báo cáo trong buổi chiều hôm nay, và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để sang cái phần thảo luận. Thì đầu tiên thì tôi xin mời đồng hồ tiến sĩ Huyền có các cái phần thảo luận của các cái ba cái bài báo cáo tiếp theo, và sau đấy thì mời đồng chúng ta hồ có câu hỏi gì Thanh Hoa. Xin mời tiến sĩ Huyền ạ. Đó là sau
yêu cầu bệnh viện Việt Tiệp các đồng nghiệp có các cái thảo luận thì không ạ? Thì để đợi các câu hỏi thì tôi muốn xin đặt câu hỏi đây từ một đồng nghiệp đối với tiến sĩ Cương. Trong trường hợp tổn thương những giờ đầu mà chưa có tổn thương trên CT thì làm sao mình đánh giá được điểm aspect để quyết định xem aspect trên 6 điểm để can thiệp hay là tiêu huyết khối ạ? Xin mời câu trả lời từ tiến sĩ Cương. Tiến sĩ Cương còn trực tuyến không? Ôi, tiến sĩ Cương à, Cương có nghe thấy không? Có, em nghe thấy anh ơi. Rồi, alo. Có trả lời đây ạ. Vâng ạ, nếu mà những giờ đầu mà tắc mạch lớn mà chụp CT lên hoàn toàn bình thường, như vậy là một cái chỉ định tuyệt vời, như là cái slide mà tôi có trình bày là ba cái ý đầu tiên. Thứ nhất, xác định được tắc mạch não. Thứ hai là xác định vùng lõi, tức là gần ở đây vùng lõi là bằng 0, aspect 10 điểm. Thứ ba, xác định tắc mạch lớn. Thì ba cái dữ kiện đấy mà đưa lại cho chúng ta thì hoàn toàn là chúng ta chỉ định một cách rất là tuyệt vời. Như là bài trình bày trước của bác sĩ Dũng, bác sĩ Phương thì chúng ta, một là chúng ta làm tiêu huyết và song song với cái chuyện đấy là đẩy bệnh nhân vào can thiệp lấy huyết khối luôn. Thì vậy thì đấy là một cái chỉ định mà đúng là thuộc vào class A và evidence là 1 rồi. Thì rất là mạnh rồi. Câu hỏi của ông Nghiệp hỏi như thế này: trong trường hợp tổn thương những giờ đầu chưa có tổn thương trên CT, làm sao chúng ta đánh giá được aspect để quyết định xem aspect có trên 6 điểm để can thiệp tiêu huyết khối hay lấy huyết khối không? Tiến sĩ Cương nghe câu trả lời đúng không? Có, em nghe câu trả lời. Để quyết định là tiêu sợi huyết hay là can thiệp như thế nào đó thì chúng ta không chỉ dựa vào điểm aspect đúng không? Làm sao mình đánh giá được aspect trong những giờ đầu mà khi trên CT chưa có tổn thương? Khi chưa có tổn thương thì aspect bằng 10 điểm ạ. Okay, cảm ơn bác sĩ. Như vậy cái câu này thì theo tôi thế này, tức là trong những giờ đầu ở trên CT thì chúng ta đánh giá aspect bao giờ nó rất khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta phải dựa vào hai cái vị trí lát cắt, một cái vị trí lát cắt và qua cái não thất bên và một cái vị trí lát cắt cao hơn để chúng ta đánh giá 10 vùng của phân loại aspect. Và cái quan trọng là bác sĩ Điện Quang người ta sẽ chỉnh cái gain để làm sao nó điều chỉnh để xác định được các cái vùng giảm tính trọng ở trên CT để mà đánh giá một cách chính xác nhất cái thang điểm aspect. Bởi vì nếu trong giờ đầu chúng ta chụp MRI trên sung division thì chúng ta nhìn rõ rất rõ các cái vùng tổn thương để tính điểm aspect. Tuy nhiên CT ấy, thì nhiều khi chúng ta rất khó phát hiện và chúng ta phải chỉnh cái độ tăng sáng để chúng ta nhìn thấy cái vùng giảm tổn thương. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng thì các đồng nghiệp cũng lưu ý ấy, đấy, trên CT nhiều khi chúng ta thấy những cái vùng giảm tính trọng nhưng mà nhiều khi nó bị nhiễu. Giống như cách đây mấy ngày chúng tôi có cái ca vào giờ thứ nhất nhưng mà bác sĩ Điện Quang đọc APEC là có 6 điểm, cuối cùng chúng tôi không dám tiêu huyết khối và chúng ta quyết định lấy huyết khối. Nhưng ngày hôm sau chụp cụm từ thì gần như bệnh nhân tách thông mạch hoàn toàn ở đoạn M1 và trên sung division hoàn toàn không có một chút tổn thương nào. Thế thì đấy thì các cái sai lầm chúng ta có thể gặp. Chính vì vậy chúng ta thực hành, chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ xác định được. Xin cảm ơn câu hỏi của các đồng nghiệp. Em xin bổ sung thêm một chút là để tính được điểm aspect thì không phải đơn giản đâu nhé. Thậm chí là người ta có hẳn một khóa học 3 ngày để học tính điểm aspect, cho nên là cũng không phải dễ. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Cái này thì bác sĩ Điền Quang làm nhiều thì mới đọc và chuyên về đột quỵ để đánh giá nó sẽ chính xác hơn. Nếu bác sĩ Điền Quang mà không chuyên về sau nào. Câu hỏi thứ hai có một đồng nghiệp muốn hỏi tiến sĩ Phương, trong câu hỏi này muốn sang cho tiến sĩ Phương, đấy là sử dụng thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu kép trong bao nhiêu ngày đối với bệnh nhân nhồi máu não và duy trì liều như thế nào sau khi ra viện?
Em cũng xin phép trả lời ở câu hỏi này. Với chúng ta thấy rằng là khá nhiều kép được khuyến cáo hiện tại thì với những chỉ với những bệnh nhân mà mild stroke và TIA nguy cơ cao của ABCD2 thấp nhất là nếu bằng 4 và nguy cơ cao nếu bằng 6 thì chúng ta bây giờ hiệu quả cũng như trong kháng thể kép vẫn là 21 ngày và bản thân em cũng rất ưa thích sử dụng 21 ngày theo khuyến cáo của ADA-2019. Tuy nhiên cái khuyến cáo 20 của 2021 ấy nó mở ra cho chúng ta một cái cơ hội rằng là đối với nhân có yếu tố nguy cơ rất là cao cũng như hẹp của mạch nội sọ và bệnh nhân đấy có một cái cơn có những cái cơn TIA đã đi phát lại rất là nhiều lần, chúng ta có thể kéo dài kháng thể kép lên tới 90 mà chúng ta không trong một số trường hợp đặc biệt. Và khi mà sau cái thời gian 21 ngày đấy thì chúng ta chuyển từ kháng thể kép sang kháng thể đơn nhỉ. Cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ Phương. Câu này thì tôi cũng có thêm bổ sung thêm như thế này. Hiện nay chúng ta sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép cho hai trường hợp, đấy là TIA nguy cơ cao và mild stroke. Thời gian bắt đầu sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép ấy, trong hai nghiên cứu đấy là trong vòng 12 đến 24 giờ. Tuy nhiên có nghiên cứu nó kéo dài 70 ngày. Vậy tất cả những bệnh nhân các đồng nghiệp mà chẩn đoán mild stroke hoặc TIA mà từ lúc khởi phát đến lúc vào viện với chúng ta mà trong vòng 7 ngày thì các đồng nghiệp có thể dùng liệu pháp kháng tiểu cầu kép. Và thời gian đấy thì theo ESOC thì người ta khuyến cáo là 21 ngày, tuy nhiên theo AHA 21 thì kéo dài 90 ngày và sau 90 ngày thì chúng ta dùng liệu pháp kháng tiểu cầu đơn cho bệnh nhân để phục kích dự phòng cấp 2 cho các cái bệnh nhân như vậy. Xin mời các đồng nghiệp ở các độc cầu ạ. Xin mời tiến sĩ Huyền chia sẻ. Alo, giáo sư tôi nghe rõ không ạ? Vâng. Đối với cái chúng ta thì cứ đánh giá như trong những giờ sớm trên phim chụp, nhưng mà theo tôi thì cái qua cái triệu chứng lâm sàng để đánh giá xác định được cái thời điểm khởi phát là cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta được chúng ta cho chụp luôn cái CTA, qua CTA thì chúng ta sẽ có thể đánh giá được cái mạch máu lớn, mạch máu nhỏ và chúng ta có cái phương pháp can thiệp tích cực luôn, hơn là chúng ta không phải là cái lần nào chúng ta cũng có thể tính được tăng điểm aspect hoặc là trong giờ hay là giờ sớm hoặc là những cái dấu hiệu sớm. Tôi nghĩ là nên mình có thể mình cho chụp ngay CTA. Như ở bệnh viện Việt Tiệp chúng tôi, đặc biệt là những bệnh nhân mà vào giờ sớm thì gần như cấp cứu ban đầu là các bạn đấy tự động luôn là các bạn sẽ cho chụp CTA và khởi động luôn cái quy trình tiêu sợi huyết hay là cái can thiệp mạch trong những trường hợp cho cái nhóm can thiệp. Cảm ơn tiến sĩ Huyền. Một câu hỏi là các đồng nghiệp có đặt ra đấy là liều nào kháng tiểu cầu kép có khác nhau ở các đối tượng bệnh nhân không ạ? Xin mời tiến sĩ Phương. Chúng ta đang có hai liều nào theo hai nghiên cứu khác nhau. Đấy là nghiên cứu Trang thì chúng ta thấy rằng có liều nào Proberon 300mg kết hợp với aspirin nạp từ 50 tới 325mg. Thế thì mà câu chuyện ở đây thì thế nào? Thì trong những cái trạng lấy bệnh nhân TIA và mild stroke với điểm ít nhỏ 3 và thời gian đến 24 giờ. Tuy nhiên trong nghiên cứu POI thì có sự khác biệt về thời gian. Thế chúng ta cũng vẫn là mild stroke điểm ít nhỏ 3 và TIA điểm ABCD2 nhân 4. Tuy nhiên cái điều nạp của Promiel trong đây là 600mg. Cái câu chuyện này thì lại tôi lại nghĩ lại chuyện của hội chứng nội trú thì trong điều nạp trong hội chứng mạch vành thì các thầy cứ bảo là 300mg hay là 600mg thì thật sự là đối với kinh nghiệm thực hành lâm sàng của tôi thì đối với những bệnh nhân tôi chưa nạp một điều 600mg là cả và đa phần của tôi sẽ sử dụng điều nạp là 300mg Promiel kết hợp với aspirin nếu nguy cơ cao thì chúng ta có thể sử dụng liều 182 đến 324mg tức là 24 nhân aspirin 81mg. Còn nếu có bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thấp hơn đồng thời có nguy cơ xuất huyết nguy cơ tiền tuyến cao, ví dụ như bệnh nhân người tuổi cao có tăng huyết áp thì chúng ta có thể sử dụng liều nạp 300 cộng với aspirin 81mg. Xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn tiến sĩ Phương. Câu hỏi thứ tư là trong nghiên cứu Chan và nghiên cứu POI bệnh nhân TIA hoặc là mild stroke vào viện trong 12 giờ hoặc 24 giờ đầu thì được dùng liều nạp. Vậy nếu bệnh nhân đến muộn hơn thì vấn đề dùng kháng tiểu cầu kép có gì khác không ạ? Có dùng liều nạp với bệnh nhân đến muộn hay không ạ? Sau 24 tiếng thì chắc chắn chúng ta không dùng liều nạp nữa. Tuy nhiên chúng ta có sử dụng kháng tiểu cầu kép hay không? Thì là một câu hỏi rất là hay. Thế thì hiện tại chúng ta thấy rằng là với khuyến cáo hiện tại và bằng chứng hiện tại, chúng ta thấy rằng nếu mà TIA nguy cơ cao hoặc là mild stroke vào trong 7 ngày đầu tiên
chúng ta vẫn có thể sử dụng kháng tiểu cầu kép, tuy nhiên không nặng. Còn dưới còn sau 7 ngày thì chúng ta đang có sự tranh cãi nào có sử dụng kháng tiểu kép hay không sử dụng kép, bởi vì 7 ngày không là chúng ta đang dựa vào chứng minh tính như press 7 ngày. Và trong sinh bệnh học thì với những bệnh nhân TA hoặc minor stroke thì tỷ lệ tái phát đột quỵ cũng cao nhất trong 7 ngày đầu tiên. Đấy là giai đoạn vàng để chúng ta can thiệp làm giảm tỷ lệ tái phát. Rồi, cảm ơn Tiến sĩ Phương. Như vậy chúng ta thống nhất là dùng liều nào nếu bệnh nhân chẩn đoán là TA hoặc minor stroke đến viện trong khoảng thời gian từ khi khởi phát đến viện là trong vòng 24 giờ thì các đồng nghiệp dùng liều nào. Còn liệu pháp kháng tiểu cầu kép ấy, thì cái cửa sổ dùng cầu kép là trong vòng 7 ngày. Và nếu bệnh nhân đến muộn sau 24 giờ thì chúng ta không dùng liều nạp nữa mà chúng ta chỉ dùng đơn thuần liệu pháp kháng tiểu cầu kép. Và thời gian như tôi vừa nói đấy, kéo dài có thể từ 21 đến 90 ngày theo các cái khuyến cáo. Xin cảm ơn ạ. Có một câu hỏi mà tiến sĩ Huyền lúc đầu hỏi có chia sẻ với chúng ta thì hiện nay cái quan điểm của chúng ta đối với can thiệp nội mạch trong những các cái trường hợp mà hẹp nội sọ hoặc là ngoài sọ như thế nào, thì chúng ta biết đấy, thì như các cái khuyến cáo hiện nay, các cái nghiên cứu hiện nay mà chúng ta đã công bố, ví dụ như nghiên cứu Direct MT, nghiên cứu Mr. Clean No IV cũng đã vừa công bố, rồi nghiên cứu DVET của Nhật đã công bố. Như vậy hiện nay thì chúng ta thấy thì các nghiên cứu so sánh là superior hoặc non-inferior giữa cái mà direct lấy huyết khối so với combine, thì đến tính đến thời điểm này thì chúng ta thấy thì cái khuyến cáo hiện nay thì người ta vẫn ưu tiên là chúng ta tiêu huyết khối sau đấy lấy huyết khối cơ học hơn là chúng ta trực tiếp mang bệnh nhân đi lấy huyết khối cơ học cho bệnh nhân. Thế thì trong những cái trường hợp mà có hẹp động mạch ngoài sọ, ví dụ tắc đoạn tandem mà chúng ta tiên lượng chúng ta phải đặt stent cho bệnh nhân, thì khi tiêu huyết khối thì nhiều đồng nghiệp e ngại cái chuyện dùng thuốc kháng tiểu cầu để phòng tắc stent. Tuy nhiên các nghiên cứu hiện nay chúng ta thấy ấy, thì khi bệnh nhân mà tiêu huyết khối rồi mà có tắc ngoài sọ mà đặt stent thì chúng ta cũng có thể xem xét dự phòng chống ngưng tập tiểu cầu. Còn đối với bệnh nhân mà hẹp động mạch nội sọ, khi chúng ta đặt stent thì không được khuyến cáo đặt stent cấp cứu, cho dù hiện nay duy nhất có stent Wingspan là xem xét có thể đặt stent cho nội sọ trong những bệnh nhân mà hẹp trong cái giai đoạn bán cấp. Đấy. Thì như vậy trong thực hành lâm sàng thì ở bệnh viện Mai chúng tôi ấy, thì automatic là nếu trong cơ sở tiêu huyết khối với là tiêu huyết khối sẽ bị lấy huyết khối, chúng ta phải thực sự đấy. Nếu mà chúng ta cứ tập trung lấy huyết khối, hiện nay ở nhiều trung tâm, trong đấy có bệnh viện Bình Mai hoặc các cái trung tâm điện qua, từ lúc khởi động bệnh nhân lấy huyết khối đến khi mà tiếp cận trọng mạch đùi ấy, thì trung tâm nào nhanh thì cũng phải 75 phút, còn ví dụ như Bạch Mai này thì mất 90 phút trong một năm, cho có giáo sư Thắng ấy, thậm chí là có thể đến 115 phút. Như vậy chúng ta trong vòng 115 hoặc 90 phút như vậy thì chúng ta nên ưu tiên tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Vì như vậy chúng ta biết tắc mạch lớn và tiêu huyết khối ấy, thì có tới 30% bệnh nhân đã tái thông được rồi. Như vậy thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi trong cái nhóm bệnh nhân tái thông tự nhiên. Cái thứ hai chúng ta biết đấy, khi lấy huyết khối cơ học thì chúng ta biết là có 10 đến 15 bệnh nhân thất bại. Tức là bệnh nhân sơ vữa mạch cảnh mạch cổ sọ thì không có lý do gì không có sơ vữa mạch lớn toàn thân. Trong đấy có mạch chậu rồi các cái quai động mạch chủ, và như vậy thì nếu chúng ta chỉ có lấy huyết khối thì có khoảng 15%, thậm chí 10 đến 15% bệnh nhân chúng ta không tiếp cận được, không đưa được catheter lên trên não thì chúng ta sẽ mất hết thời gian tiêu huyết khối. Và nếu cái trường hợp đấy chúng ta tiêu huyết khối, biết đâu bệnh nhân lại vẫn được hưởng lợi. Vậy thì trong thực hành hiện nay, quan điểm của bên trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai và trung tâm Việt Quang Bạch Mai là trong cơ sở 45 giờ là tiêu huyết khối, sau đấy lấy huyết khối cơ học ngay cho bệnh nhân. Xin cảm ơn. Một câu hỏi từ trung tâm đột quỵ Nghệ An hỏi, đấy là những trường hợp bệnh nhân tắc mạch lớn, tắc tandem, trường hợp tắc động mạch cảnh trong và động mạch ở giữa cùng bên, khi can thiệp có hẹp động mạch cảnh có chỉ định đặt stent động mạch cảnh thì dùng thuốc kháng tiểu cầu như thế nào khi can thiệp lấy huyết khối động mạch ở giữa và động mạch canh để động mạch cảnh để tránh công tắc stent và nguy cơ chảy máu. Như tôi vừa đề cập ấy, thì chúng ta biết rồi,
tắc tandem, tức là tắc động mạch cảnh và tắc động mạch táo giữa đoạn trong sọ. Thế thì khi mà chúng ta can thiệp thì nó sẽ có hai trường phái. Một là người ta sẽ đặt stent đoạn hẹp động mạch cảnh để lấy lối đi cho cái việc tiếp cận tái thông động mạch não giữa ở trong sọ. Tuy nhiên làm như thế này thì cái thời gian cứu cái nhu mô não nó bị chậm. Trường phái thứ hai là người ta sẽ ưu tiên tái thông động mạch não giữa để cứu cái nhu mô não. Sau khi tái thông được động mạch não giữa thì người ta mới đặt stent để duy trì cái dòng máu cho tưới máu của cái bán cầu bên để tổn thương, cho chúng ta đặt stent động mạch cảnh. Như vậy thì hiện nay cái trường phái đặt stent cảnh trước hay là tái thông động mạch nội sọ trước thì hiện nay thì favor do cái người can thiệp, người ta làm được như thế nào nó thuận lợi người ta làm, chứ chúng ta không có một cái khuyến cáo là phải làm cái này trước cái kia trước. Cái thứ hai, nếu mà đặt stent thì chúng ta mà bắt buộc chờ mà bệnh nhân vẫn có hẹp lại các cái động mạch cảnh, người ta bắt buộc phải đặt stent thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Hiện nay trong guideline không có các khuyến cáo để dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu cho bệnh nhân tắc nhồi máu não cấp mà có đặt stent, đặc biệt là dùng thuốc tiêu huyết khối trong cơ sở 45 giờ. Thế thì hiện nay ở trung tâm chúng tôi ấy, thì tất cả những cái bệnh nhân nếu đặt stent thì chúng tôi đánh giá cái nguy cơ bao giờ sau khi đặt xong, thì chúng ta nếu có chụp các lớp vi tính hai bình diện thì chúng ta có thể kiểm tra trên máy hai bình diện chụp CT xem bệnh nhân có chuyển giải chảy máu hay không do cái hai bình diện. Còn trường hợp thứ hai ở bệnh mai chúng tôi áp dụng kỹ thuật thứ hai, đó là chụp các lớp vi tính hai mức năng lượng để đánh giá cái mức độ thoát cái thuốc cản quang sau khi ca tái thông mạch. Nếu bệnh nhân mà cái đo cái nồng độ iốt mà nó trên 1.4 thì là cái bệnh nhân đấy có khả năng mà sẽ thoát thuốc, tức là chuyển giải chảy máu, thì chúng tôi sẽ không sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu để bảo vệ stent, và chúng ta sẽ có nguy cơ chấp nhận tắc lại stent. Và hy vọng khi tắc stent thì chúng ta sử dụng cái tuần hoàn Willis ở nội sọ ở bên đối diện, nó tưới máu sang để tái thông được cái mạch động mạch não giữa. Còn nếu mà đo cái nồng độ iốt nó dưới 1.4 ấy thì tiên lượng khả năng bệnh nhân chuyển giải chảy máu là thấp, hoặc là lúc đầu mà chúng tôi đã chụp các lớp vi tính đánh giá Pinambra, cái lõi nhồi máu của bệnh nhân nó nhỏ, ví dụ như dưới 30 ml cái co mà cái Pinambra lớn, thì chúng tôi sẽ cho ngay thuốc chống ngưng tập tiểu cầu trong quá trình mà đặt stent xong tại bên phòng điện khoa. Đấy, và sau 12 tiếng đồng hồ sau thì bao giờ chúng tôi ưu tiên chụp cộng hưởng từ để đánh giá sớm cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân mà trên cộng hưởng từ sau 12 tiếng cái lõi nhồi máu nó bé, đấy, không có chuyển giải chảy máu, thì chúng tôi sẽ cho tiểu cầu sớm để cho bệnh nhân, và sau 24 giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu phòng liệu pháp tăng tiểu cầu kép. Còn các trường hợp mà có chuyển giải hoặc cái vùng nhồi máu lớn thì chúng tôi sẽ dừng không cho, và lúc đấy chấp nhận tái tắc stent của bệnh nhân. Xin mời các cái ý kiến khác của bên đầu cầu Việt Tiệp cho tiến sĩ Huyền cũng là làm can thiệp, và thứ hai thêm về cái ý kiến như vậy. Đầu cầu chị Huyền có ý kiến gì không ạ? Rồi nếu không có câu hỏi gì thì thêm và câu hỏi tiếp theo có một đồng nghiệp là xin em hỏi bệnh nhân sau khi dùng kháng tiểu cầu kép sau tia, sau đó dùng kháng tiểu cầu đơn nên dùng aspirin hay clopidogrel và thời gian là bao lâu, có phải dùng thêm PPI không ạ? Xin cảm ơn. Cái này thì mời chị Huyền có ý kiến ạ. Chị Huyền ạ. Huyền Hải Phòng ấy ạ. Chị Huyền có nghe thấy câu hỏi không chị ơi?
Bệnh nhân sau khi vâng, cảm ơn giáo sư Tôn. Thực ra thì đây là cái câu hỏi của các em cũng rất là hay, vì là chúng ta vẫn biết rằng là aspirin thì tôi vẫn dạy cho sinh viên bảo là ngon bổ rẻ, nhưng mà có lẽ là nó đã ảnh hưởng đến đường tiêu hóa quá nhiều. Đứng cạnh một cái clopidogrel thì cũng rất là nhiều ưu điểm nhưng mà giá thành nó cao. Và thực ra thì cũng có nhiều trường hợp kể cả dùng clopidogrel thì vẫn có vấn đề xuất huyết xảy ra. Đó, chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ là cân... tôi nghĩ là đối với người Việt Nam mình cái lý do kinh tế rất là quan trọng. Và kể cả khi các bạn dùng cái PPI thì đó cũng không phải là cứ dùng PPI là nó sẽ bảo vệ khi mà chúng ta dùng aspirin. Thậm chí là cái cách dùng PPI nó không phải là chỉ khi có trường hợp xuất huyết hoặc là mà các bạn này dùng đồng thời với aspirin thì chắc là hai cái nó tương tác và nó mất tác dụng của nhau. Thế chính vì thế cho nên là cái này thì mình sẽ dùng và mình chọn lựa nếu bệnh nhân không có yếu... tùy từng bệnh nhân chúng ta sẽ chọn là aspirin. Nếu bệnh nhân không có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày, không có tiền sử xuất huyết tiêu hóa và hướng dẫn người ta dùng đúng, ví dụ như là dùng sau khi ăn vân vân, thì chúng ta sẽ và theo dõi nếu có triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ đến sẽ dừng và đến khám gặp và đến gặp bác sĩ. Đấy, và thứ hai thì chúng ta không nên dùng kèm theo PPI khi mà không có cái triệu chứng của đường tiêu hóa. Thế còn lại dự phòng cấp 2 bệnh nhân xuất huyết não có bệnh nền, dung nhĩ thì đương nhiên là tôi nghĩ rằng đã là dung nhĩ thì chúng ta luôn luôn phải có cái khuyến cáo là chúng ta dùng cái chống đông rồi. Có thể là chống đông nếu có van tim hay bệnh không van tim để chúng ta dùng syndrome hay là cái NOAC. Nhưng mà còn đối với bệnh nhân xuất huyết não thì tình trạng mà khi bệnh nhân trong cái tuần tình trạng tổn thương cấp, xuất huyết não cấp thì chắc là chúng ta sẽ cân nhắc và chúng ta không dùng cái trường hợp mà chúng ta không dùng ngay chống đông. Chúng ta không dùng xông vùng chống đông ngay. Nhưng nếu như có một trường hợp mà dung nhĩ, bệnh van tim, thậm chí là bệnh nhân có những cái mà máu quẩn ở trong buồng nhĩ ấy, thì có lẽ chúng ta vẫn lại phải cân nhắc xem là cái xuất huyết đó lớn hay không lớn như thế nào và cái tổn thương ở trong